Cô xin chào các em học sinh khối 6, cô là Vũ Thị Thoa, giáo viên trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Gốm đã xuất hiện từ lâu đời ở nước ta. Vật dụng bằng gốm hiện diện rất nhiều trong mỗi gia đình người Việt, từ cái bình bông, chiếc đĩa, cái chén hay bộ ấm trà, vân vân được người thợ xoay khéo léo, tỉ mỉ tạo hình. Ở Biên Hòa cũng có một làng nghề gốm nổi tiếng, đó là làng nghề ở Tân Vạn, Đồng Nai. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nguồn gốc ra đời của làng nghề này. Các em đi ghi tựa đề Chàng Út Nàng Sen. Bây giờ các em sẽ đi tìm hiểu phần 1 La Mã giới thiệu chung. Em hãy trình bày những hiểu biết về những vùng đất làm nghề gốm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Các em suy nghĩ nhé. Nửa đầu thế kỷ 19, năm 1875, lò gốm Tân Vạn đã hình thành. Các em nhìn trên màn hình, đây là cái sản phẩm gốm Tân Vạn Đồng Nai, đẹp về kiểu dáng, họa tiết và chất men, là sản phẩm kết tinh của kinh nghiệm làm gốm thủ công cổ truyền với kỹ nghệ, kỹ thuật hiện đại của công nghệ, là sự kết hợp khéo léo, hài hòa giữa nghệ thuật tạo hình phương Tây với nghệ thuật truyền thống Việt Nam, trong cái cốt lõi là nguyên liệu đất Biên Hòa và chất men độc đáo do nghệ nhân Biên Hòa tạo nên. Bây giờ các em chuyển sang phần 2 La Mã tìm hiểu văn bản, phần 1 là đọc. Các em khi đọc văn bản này thì chúng ta đọc to rõ ràng. Bây giờ các bạn em đã lắng tai nghe cô đọc ha. Chàng Út Nàng Sen, chàng tên là Út ở làng trên được cha truyền nghề thợ xoay, nàng tên là Sen ở làng dưới kế nghiệp mẹ làm thợ chấm men. Cả hai đều khéo léo tài hoa, đều được xem là nghệ nhân nổi tiếng khắp vùng gốm ven sông Đồng Nai. Chàng Út có thói quen in dấu ngón tay Út của mình vào sản phẩm mỗi khi xoay xong. Nàng Sen lại ưa thích tạo họa tiết chấm men thành hình búp sen xanh như tên của mình. Dần dần mặt hàng gốm in dấu ngón tay Út và búp sen xanh trở thành mặt hàng được ưa chuộng nhất vùng. Cũng từ mặt hàng gốm này mà chàng Út gặp được nàng Sen, rồi họ kết duyên chồng vợ, cùng chung tài chung sức làm cho hàng gốm của mình ngày càng thêm đẹp, thêm độc đáo. Một hôm đúng lúc chàng Út qua sông chở đất, một toán cướp kéo vào làng đốt phá cướp bóc bắt phụ nữ đem đi. Nàng Sen cũng bị chúng bắt. Nhân lúc toán cướp sơ hở, nàng tìm cách cởi trói rồi chạy ra sông, bơi sang bờ bên này. Bên kia sông thấy vợ đang chới với giữa dòng nước xiết, chàng Út vội bơi ra cứu vợ. Đến giữa sông, lúc hai vợ chồng gặp nhau cũng là lúc bọn cướp phát hiện được họ, chúng hò nhau bắn tên như mưa, giết chết cả hai vợ chồng. Dòng sông quê hương thương đôi vợ chồng thợ gốm tài hoa chung thủy đã dìu hai cái xác lại gần cho cùng trôi bên nhau. Kỳ lạ là máu từ các vết thương trên người họ cứ mãi tuôn chảy nhuộm đỏ cả khúc sông dài hàng chục dặm. Sóng nước dạt dào vỗ vào hai bên bờ đất, đất ngấm máu hóa đỏ thẫm mịn và dẻo quẹn vào nhau không rời. Loại đất đặc biệt ấy chính là đất làm gốm nổi tiếng của các làng nghề truyền thống vùng Biên Hòa, Đồng Nai ngày nay. Thanh Minh kể dựa theo chuyện dân gian Đồng Nai. Các em chú ý cô những cái từ khó như là từ thợ xoay, đây là thợ tạo hình đồ gốm, người thợ dùng tay để tạo hình đồ gốm trên bàn xoay. Thợ chấm men có nghĩa là thợ vẽ họa tiết hoa văn cho đồ gốm trước khi ra lò. Nghệ nhân có nghĩa là người có cái tài nghệ cao, chuyên biểu diễn một bộ môn nghệ thuật hoặc chuyên làm một nghề thủ công mỹ nghệ. Em hãy cho cô biết thể loại văn bản này là gì? À, đó là chuyện cổ tích. Phương thức biểu đạt chính văn bản đó là tự sự, đúng không nào? Nhân vật chính trong chuyện này là ai? À, đó là chàng Út và nàng Sen. Văn bản này chia làm mấy đoạn và nêu nội dung từng đoạn cho cô nào? Gồm hai đoạn, phần 1 là từ đầu đến độc đáo, là giới thiệu sự tài hoa của chàng Út, nàng Sen và họ nên duyên vợ chồng.
Phần 2 là còn lại nói về cái chết đau thương của hai vợ chồng và hiện tượng kỳ lạ ở làng. Các em sẽ chuyển sang phần 2 phân tích. A. Giới thiệu chàng út nàng sen. Chàng út và nàng sen được giới thiệu như thế nào? Các em cùng suy nghĩ. Chàng út là một người lao động hiền lành, tài giỏi khéo léo, còn nàng sen là cô gái xinh đẹp khéo léo tài hoa. Họ có thói quen đặc biệt nào khi làm gốm? Chàng út thì có thói quen in dấu ngón tay út của mình vào sản phẩm mỗi khi xoay xong, còn nàng sen thì lại ưa thích tạo họa tiết chấm men hình thành hình búp sen xanh như tên của mình. Dần dần mặt hàng gốm in dấu ngón tay út và búp sen trở thành một mặt hàng được ưa chuộng nhất vùng. Hai người biết nhau trong hoàn cảnh nào, qua đó thể hiện điều gì về tài năng của họ? Họ biết nhau vì thấy sự khéo léo tinh tế của nhau qua vật dụng gốm mà chính tay họ làm. Hai người đều là trai tài gái sắc. Các em sẽ cập nhật kiến thức này vào trong vở. Sau khi kết hôn thì họ đã làm gì để phát triển nghề gốm? Họ cùng chung tài chung sức làm cho cái hàng gốm của mình ngày càng thêm đẹp, thêm độc đáo. Các em sẽ chuyển sang phần B cho cô, cái chết của hai vợ chồng và hiện tượng kỳ lạ ở làng. Sự việc đau lòng nào khiến cho hai vợ chồng chết? Các em suy nghĩ cho cô. Để cùng tìm ra cái câu trả lời cho cô. Một hôm chúng đúng lúc chàng út qua sông chở đất, một toán cướp kéo vào làng đốt phá cướp bóc bắt phụ nữ đem theo đi. Nàng sen này cũng bị chúng bắt. Nhân lúc toán cướp sơ hở thì nàng tìm cách chở cởi trói rồi chạy ra sông bơi sang bờ bên này. Bên kia sông thấy vợ đang chới với giữa dòng nước xiết, chàng út vội bơi ra cứu vợ. Đến giữa sông lúc hai vợ chồng gặp nhau cũng là lúc bọn cướp phát hiện được họ. Chúng hò nhau bắn tên như mưa giết chết cả hai vợ chồng. Cái chết của họ có gì kỳ lạ? Chúng ta thấy là dòng sông quê hương đã thương đôi vợ chồng thợ gốm tài hoa trung thủy, đã dìu hai cái xác lại gần cho cùng trôi bên nhau. Kỳ lạ là máu từ các vết thương trên người họ cứ mãi tuôn chảy nhuộm đỏ cả khúc sông dài hàng chục dặm. Vì sao mà đất hai bên bờ sông lại có cái màu đỏ thẫm như vậy? Sóng nước dạt dào vỗ vào hai bên bờ đất, đất ngấm máu, hóa đỏ thẫm mịn và dẻo, quẹn vào nhau không rời. Loại đất nổi tiếng ấy chính là đất làm gốm nổi tiếng của các làng nghề truyền thống vùng Biên Hòa, Đồng Nai ngày nay. Các em cập nhật kiến thức này trong vở. Và ý nghĩa của câu chuyện này thế nào thì chúng ta chuyển sang phần C, ý nghĩa của câu chuyện. Ý nghĩa cái chết của hai vợ chồng chàng út nàng sen là gì? Đó là trân trọng tình cảm thủy chung gắn bó giữa hai vợ chồng chàng út nàng sen. Qua cái câu chuyện trên thì em có suy nghĩ gì về cái truyền thống làng gốm xứ của người dân Biên Hòa Đồng Nai? Chúng ta cần phải giữ gìn và phát huy thêm cái làng nghề truyền thống của địa phương. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 3 la mã tổng kết. Chúng ta phần 1 là nghệ thuật. Nghệ thuật đặc sắc của chuyện này là gì? Đó là chuyện được xây dựng với các chi tiết hợp lý kịch tính, nhiều chi tiết thiết thực, nhấn mạnh sự tài hoa khéo léo của nhân vật. Phần 2 nội dung thì em hãy khái quát nội dung chính của chuyện cho cô.
chuyện đã kể lại cái câu chuyện buồn nhưng nhiều ý nghĩa của hai vợ chồng trẻ, giải thích hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ ở vùng đất nghề gốm. Để khắc sâu kiến thức thì các em sẽ chuyển sang phần 4 là mã luyện tập cho cô, bài tập số 1. Ghép các tiếng ở cột A với cột B để tạo thành từ có nghĩa. Các em chú ý cô giữa cột A, cột B này để chúng ta tạo thành cái từ có nghĩa nhé. À, ví dụ như là con voi này, đôi kém này, chìa voi này, đối sóng này, đối chất này. Các em suy nghĩ để chúng ta cùng làm nha cô. Đáp án của cô sẽ là con voi, đôi bạn, chìa vôi, đối chất và đối kém mà. Các em suy nghĩ là chúng ta sẽ làm bài tập số 2 cô. Viết đoạn văn nói về làng gốm ở Tân Vạn, Đồng Nai. Chúng ta cùng suy nghĩ để làm cho cô cái bài tập này. Cô sẽ gợi ý cho các em làm. Khi mà các em viết đoạn văn ấy, thì chúng ta dựa vào cái viết đúng theo hình thức đoạn văn, rồi chúng ta dựa vào các ý sau đây. Thứ nhất là các em phải nêu được cái vị trí của làng gốm Tân Vạn này, lịch sử hình thành, những cái sự tích xoay quanh làng nghề. Rồi cái thứ hai nữa là các em phải nói đó là cái làng nghề truyền thống đã có từ lâu đời. Cái thứ ba đó là thế hệ trẻ vẫn đang giữ gìn và phát huy cái hơn nữa cái làng nghề truyền thống này. Các em suy nghĩ để chúng ta làm cho cô cái bài này. Về nhà các em học bài và làm bài tập cho cô. Cái bài tập số 1 đó là em hãy tìm những hình ảnh về làng nghề gốm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi cái bài tập số 2 là em hãy sưu tầm những cái mẫu vật chén này, đĩa này, bình bông này, chậu bông, đồ lưu niệm vân vân bằng gốm của làng nghề gốm Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi bài tập số 3 là sưu tầm hiện vật, tranh ảnh vân vân, những cái vật dụng, vật liệu cần thiết để làm được một cái sản phẩm gốm. Về nhà là các em chuẩn bị cho cô cái bài chương trình địa phương Đình An Hòa, tiết dạy của cô đến đây là kết thúc. Cô chào các em.